Anh em xin chào cả nhà. Ghe mới vô tới bờ luôn cả nhà ơi. Gì vậy? Gì leo lên tụt xuống vậy? Ghe mới vô tới gì? Bánh luôn cả nhà ơi. Nhóc quá trời. Lên cá rồi cả nhà ơi. Tầm ngoài ký rồi nha. Quay. Trời, cái khoai giờ cũng giá đây. Loại ừ. Chọn là mấy loại. Có hai loại. Này mấy anh nữ gần đây. Trời vừa chiều. Nó tiện chút mất giạc ra. Nó rẻ hơn chút. Nhiều ký rồi. Cũng được trăm ngoài ký. Trời đó. Mấy giác hả? Mấy giác hả? Gần mấy ngàn? 4 ngàn. Chắc cỡ 4 ngàn, 3 ngàn, 3 mấy à, không tới 4 ngàn. Cá ốc này cá bự hết rồi, cá bành bành không à. Này cá đỏ không à, ô cá nhỏ nữa. Này, lên cá rồi rồi. Anh em tắm rửa cả nhà ơi. Rửa chuẩn bị nấu cá rồi ăn cơm. Lạnh. Chiều phải lạnh rồi. Trời vừa lặn luôn đó nha. Rồi, giấc này mình nấu cá ăn cả nhà ơi, cá mình rồi. Đây thì cá chép, nụ cá đầu, cá hố, cá khoai, cứ có nhiều cá vậy đó, ăn hoài. Kia sông tôm, cua. Cái gì có tôm nữa hả? Nguyên sông tôm luôn. Chiều thì ghe chạy vô nhóc đó rồi cả nhà. Ghe vô có đây là chiếc chạy ra, chiếc này chạy đò.
đây thì ghe, ốc ghe hết, ốc ghe. Nước sâu vậy này thả cá nha mọi người. Chạy đầu nó to ha. Anh thì ngồi buồn nha mọi người. Nhớ bả tắm rồi không có thuốc. Lưới bỏ con bên đó rồi nghe gì. Vì sao phai là mau chín lắm, sâu lên chút còn chín rồi. Đây là cái ông nào biết à, nào biết đi biển nha, tiếp trưởng ở dưới ghe. Bên đó thì đầm muối chanh, đang tôm tích với ghẹ với mực, có con cua nữa hả? Cua nữa cả nhà ơi. Mặt trận mực gai, mực gai bự. Bưng xong cơm ơi. Nghe thì quanh quẩn với bao nhiêu cá, cá cũng thấy thường. Rồi, mời cả nhà dùng cơm chiều. Mời cả nhà. Mời cả nhà khúc cá khoai cả nhà. Cua bỏ nắng nó chết. Ngày qua lắm hay phải hay, ngày qua cũng luộc, ngày qua đậu. Chính bữa nào cũng vậy. Không sai. Ui gặp. Cua gạch tới gạch luôn. Mm.
Hả? À, Hải mới xuống. Chào anh. Ừ, chào anh Hải. Rồi, chào cả nhà. Đi dạ. Dạ. Đạp đi ngồi đó đi. Anh đây, mà anh. Anh đây là gian lên có được đâu. Lấy chén cho nó. Dắt cái chảo nó xuống được cái gì được hả? Khô chưa? Rồi. Khô rồi. Khô rồi. Đã khô khô. Đậu đậu đây nghe. Hải xuống đây chơi coi như vậy. Nó đi biển đi không được. Mời cả nhà ăn con mực nha. Quán trời con mực bự luôn cả nhà. Xong mình Hải ăn gì hết. Giao kìa. Cắt cắn gì vậy? Ủ chứ ăn không hết đâu. Sắp kìa. Nè. Tôi đây đi. Ừ. Chứ mình không hết đâu nè. Ừ. Không có như xong canh đi anh em cùng ăn chứ. Không có rồi có trời nó nóng luôn. Mực mà còn để cho mình hái không rồi chết luôn rồi. Mực còn nhóc trong gỗ kìa. Nha. Ở nhà ly rượu. Với cốc hoài với mực ở nhà. Hải thì đi biển không được, đi xe sóng. Đi vô cái đầm luôn. Mấy mình này im te, cả này đi đứng ben được, mà mấy ben đâu được. Giờ ben đó. Mấy nhà ăn đâu phải mấy nhà. Mà cá cá nhiều kiểu này cũng đâu có đứng ben được đâu. Rồi cả nhà. Chết. Cả nhà hút cốc khoai. Mà cái nhà mới gạch cua. Cua gạch tới luôn. Cua thì lâu lâu mới dính được con. Cảm ơn cơm đi. Làm vài ba ly mới ăn hả? Đúng rồi. Nhậu trước ăn sau. Một hai ba ly mới ăn cơm. Tới nữa hả? Rồi cả nhà. Ừ. Giáp vòng cũng vừa. Cái này ruộng năm nay lạc hơn ruộng năm rồi. Đây không? Anh biết ba đây. Mấy ngày trắng trắng cũng buồn. Vũ anh khóc tiếng trệt không à. Thất nghiệp. Thất nghiệp khóc tiếng trệt không. Bạn cũng ghê lắm. Nên nắm giữ như người chủ mà. Bạn cũng thất nghiệp luôn hả? Đúng rồi luôn. Kìa sao không kìa bị lối. Nó thấy rồng quá à, không trốn. Cái gì mà trong nhà máy rồi mà về thì không muốn mày kiểu như anh thấy năm người mỗi rồi công trình nhiều khi nó kêu mình đi mình cũng lệ thuộc nó kêu mình phải có mặt. Không có lần ăn đâu đi. Chấm này cái đi. Ừ, nó phải chấm này. Mời cả nhà. Muốn chấm đó thì chờ lúc kêu chấm anh lại. Anh mang đi ăn. Ừ.
giờ giờ mình cống nhỏ đó vậy ba. Bà ăn này nó ngon thiệt. Được không? Mời cả nhà miếng mực. Vô cá nữa cả nhà. Nó tên chua. Vừa ăn luôn. Ừ, không có chua đâu phải ơi. Vừa ăn. Hả? Vừa ăn luôn. Giáp nha. Trời ơi, sáng một xíu nấu nồi canh nấu mặn kìa. Có hớp miếng nước à. Không có mùi gì chanh gì đây trời. Thiếu chanh. Thêm cá chanh nữa, ổng không chịu. Thiếu chanh hả? Chua rồi mà chua. Gặp thằng Bằng nấu là dựng ba khỏi ăn luôn. Một nồi đó ổng có hai cái chồng. Một nồi này hồi sáng ha, gặp thằng Bằng nó sắc bèo lắm, cũng từ 4 trái ăn lên. Ăn đua nó mới ngon. Anh uống với em á hả? Trời ơi à. Cá khoai kho. Sống biết bao lâu của nàng mới uống được nữa. Khoai kho hải quá. Hải. Anh mày kho còn có khoai. Chụp trên chụp dưới quá. Thôi nhậu rồi thôi uống rồi. Nghĩ hả? Ủa bầu cũng nằm ở dưới anh xíu. Rồi, mời cả nhà. Bầu nằm lớp rửa. Thấy cá không à? Thấy cá không à? Không thấy bầu. Bầu nằm lớp giữa, không có lớp dưới. Lớp dưới là cá chép, cá hố, cá sòng, nó bầu đó nè. Đậu ra đang nghe đang nuôi vậy. Đang có nở rồi kìa, có ai còn. Rồi giờ cũng trễ rồi, xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Hẹn cả nhà vào clip sau.